biết là Thịnh có một cái nhu cầu là muốn có một cái nguồn nước tốt cho sức khỏe đó, cho nên là mình đã lên mạng mình tìm, mình search, tìm kiếm. Thì đây là một cái nhu cầu đích thực, cho nên tìm kiếm thì mình phát hiện ra được cái chỗ công ty bán máy thế giới điện giải này, cho nên mình mới tìm đến để mình liên hệ, mình xem. Mình rất là hài lòng với cái những cái sản phẩm ở đó cũng như dịch vụ bán hàng, cho mình quyết định mua ở đây. Khi mình mua mấy cái dòng máy về điện giải này, thứ nhất là nó lọc cái nguồn nước rất là tốt, rất là tinh khiết, và nó có một cái sự điều chỉnh cái độ pH mà mình dùng theo cái nhu cầu dùng. Vì thực sự thì nó hỗ trợ cho cái việc mà tiêu hóa đường ruột của mình nó tốt hơn, cũng như là hỗ trợ cho về mặt sức khỏe các cái bệnh như là gút hay là gan. Nói chung nó lọc nước sạch thì nó sẽ hỗ trợ cho cái hệ thống nội tạng của mình bên trong, nó sẽ giảm đi những cái độc tố hay là những cái áp lực về cái hệ tiêu hóa hay là cái thận hay là những cái khác về sức khỏe của mình. Vì Impact nó là một cái thế hệ máy của Kanjen của Nhật Bản, thì đây là một cái hãng mà chuyên sản xuất cái máy về điện giải, nước điện giải, cho nên là mình phải mua cái máy này vì cái độ pH nó rất là chính xác. Mình đo, mình biết được nó chính xác thì cái chất lượng nước nó cũng chính xác, và chất lượng nước nó cũng sẽ tốt hơn là bình thường.